Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng thêm khoảng 1-2 độ nữa, trời ấm áp dần. Ở các tỉnh miền Trung, nhiễu động trong đời gió đông trên cao đang hoạt động yếu, nên ngày hôm nay tại khu vực mưa sẽ giảm, chỉ còn có mưa ở diện dài rác mưa vừa mưa to cũng hầu như không còn xuất hiện. Trong khi đó, vùng áp thấp do áp thấp nhiệt đới suy yếu thành đã lùi hẳn về phía nam và tan dần trên biển, nên ở các tỉnh nam bộ thời tiết lại quay về dạng chủ yếu là nắng nên nhiệt tăng dần. Dự báo trong những ngày tới, lưỡi áp cao lạnh lục địa vẫn tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông và biến tính. Do vậy, sẽ tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển dần ra phía đông từ ngày 28 tháng 2, khoảng ngày 2 tháng 3. Các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Do vậy từ nay cho đến ngày mùng 1 tháng 3, các tỉnh miền Bắc thời tiết ấm áp dần, nền nhiệt độ trên toàn khu vực có xu hướng tăng nhanh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong đó riêng ngày 25, các khu vực trên còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Do vậy, mưa chỉ còn tập trung trong ngày hôm nay, sau phổ biến là ít mưa ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 có nơi có nắng nóng. cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau Do không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tăng dần lên. Trong ngày trời có nắng nên thời tiết ấm áp, chỉ còn cảm giác xe lạnh về đêm và sáng. Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay sẽ là một ngày trời nắng đẹp, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 cho đến 25 độ, thấp nhất dao động từ 19 cho đến 20 độ, độ ẩm không khí ở vào khoảng 75%. Thời tiết khô giáo không còn mưa nhỏ xuất hiện, tuy nhiên vào sáng sớm, đời gió đông ẩm vẫn còn tiếp tục gây ra hiện tượng sương mù. Do vậy, khi tham gia giao thông, quý vị cần phải lưu ý. Xu hướng từ nay cho đến cuối tuần do chưa có đợt không khí lạnh nào được bổ sung xuống nên thời tiết tại các tỉnh miền Bắc hầu như không có sự thay đổi, trời tiếp tục ấm dần lên, thuận lợi cho những sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương. Lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu vẫn còn gây ra mưa nhỏ vài nơi và sương mù vào buổi sáng cho các tỉnh thuộc phía đông bắc bộ. Tuy nhiên đến trưa thì sương mù tan và trời hứng nắng dần, nền nhiệt tại khu vực cũng tăng nhanh. Ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng dự báo là nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức 22 cho đến 23 độ. Về đêm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 cho đến 17 độ và độ ẩm không khí là 90%. nối bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cho khu vực miền trung nhi động trong đời gió đông ngày hôm nay đã hoạt động yếu nên ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận vẫn còn mưa nhưng lượng mưa giảm hơn rất nhiều so với những ngày vừa qua và không đáng kể so với nhu cầu nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt do lượng nước đang thiếu hụt nghiêm trọng điều đáng lưu ý là hiện nay vẫn chưa đến giai đoạn cao điểm của mùa khô tại khu vực nam trung bộ nên dự báo tình trạng thiếu nước sinh hoạt hàng ngày và nguồn cung điện sẽ còn nghiêm trọng và kéo dài trong những tháng tới chính vì vậy ngay thời điểm này người dân cần chú ý tiết kiệm hơn trong việc sử dụng nước sinh hoạt, đặc biệt là nên tránh để dò dỉ gây thất thoát nước. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay, trời vẫn ở trạng thái nhiều mây kèm theo mưa nhỏ vài nơi, nên nhiệt độ tại khu vực còn duy trì ở mức thấp, cao nhất là 26 độ và thấp nhất là 22 độ, độ ẩm không khí 75%. Hoàn lưu của vùng áp thấp do áp thấp nhiệt đới suy yếu thành đã suy yếu và tan dần trên biển. Do vậy, hôm nay ở khu vực Nam Bộ trời chủ yếu là nắng, với nền nhiệt tăng lên khoảng 1 độ. Riêng ở vùng ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khả năng vẫn còn có mưa nhỏ vài nơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay và trong vài ngày tới, trời sẽ có nắng mạnh dần. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 cho đến 35 độ và thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Độ ẩm không khí là 65%. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên từ ngày 22 tháng 2, ở nhiều địa phương của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện lượng mưa nhỏ kéo dài, mưa trái mùa bên cạnh việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cũng khiến cho nông dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn trong thu hoạch lúa, nhất là nhiều nơi đang thiếu máy gặt đập liên hợp trời mưa sẽ làm tỷ lệ thoát thoát sau thu hoạch gia tăng, tốn thêm nhiều chi phí cho việc phơi giấy. Tuy nhiên sang ngày hôm nay, trên toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long trời sẽ nắng trở lại, mưa trái mùa hầu như không còn xuất hiện. Tại thành phố Cần Thơ, nhiệt độ cao nhất ở mức 31 độ và thấp nhất là 25 độ, độ ẩm không khí ở vào khoảng 70%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay của chúng tôi. Xin chúc quý vị một tuần mới làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo.